Mọi người đây là bé Ủn. Bé Ủn là giống chó bun Pháp. Hiện nay bé được 14 tháng tuổi. À 15 tháng tuổi. Mình nuôi bé từ hồi bé xíu. Nuôi thì đến lúc 3 tháng tuổi là bé biết đi nhặt chai nọ. Đấy. Mình thì không huấn luyện về cái đó. Mình chỉ dạy bé những cái đơn giản thôi. Còn cái đó thì tự bé đi nhặt về và tự bé thông minh, bé phát triển từ bé đến lớn thì cũng thi thoảng cũng hay ốm vặt nhưng mà cũng không đáng kể lắm đấy. Cũng về các cái chế độ chăm sóc thì rất là đơn giản, mình mà chế độ ăn uống cũng không cầu kỳ, bé không đòi hỏi, không kiểu kén chọn thức ăn hay là như nào, chủ có gì cho ăn đấy. Việc đơn giản như cắp chổi này, cắp các đồ vật mình cần sai bảo, cắp những cái gì đó, đi chợ cắp rau củ quả, xách đồ hộ. Xóm ở đây thì rất là yêu quý, nói chung là biết Ủn hay đi nhặt chai nọ thì nhiều người cũng hay mang sang cho. Rất nhiều người liên hệ với mình để họ để nuôi, để hỏi mua Ủn này, họ trả giá rất là cao, có người trả giá gần 100 triệu. Mình không bán bởi vì để nó ở mình từ bé, mình quý nó như đứa con của mình.
nó sống rất là tình cảm, nên là mình đều từ chối hết. Về cái đặc tính của bé ủn này hàng ngày thì khi mà những cái ưu điểm nổi bật của bé là ví dụ như là mình có trông bảo vệ, trông đồ, trông xe, trông các cái vật dụng. Đấy, bé trông rất là tốt. Và có những cái thức ăn mà người lạ cho ăn ấy, thì bé thường nhìn nét mặt của chủ cho ăn thì bé sẽ ăn, còn bình thường ngon đến mấy díu mà mồm cũng ngoảnh đi, không ăn.